mà coi bói luôn đi. Em thấy tướng mạo hoàn mỹ. Đằng nào cũng coi bói thì nhìn mặt bắt hình dong đi anh. Ngũ quan nảy nở tương đối. Con gái này có vòng một cũng ok. Thấy vậy nè, đến chương trình mà hát có một chữ mà bắt đoán là hát hay hay không thì thôi coi như đừng đi coi hát đi, mà coi bói luôn đi. Em thấy tướng mạo hoàn mỹ. Phần trán là coi như là phần trán nó chia thành 1/3 của gương mặt, mà cái phần 1/3 gương mặt trên là phần trán, nó bằng phân nửa của 2/3 gương mặt phần dưới. Trời là ơi. Gương mặt nó chia ra 3 phần, 1 phần trên trán, phần 2 là phần mũi, phần 3 là phần miệng và phần cằm, 3 phần đều với nhau. Chứng tỏ rằng là dung mạo rất là hoàn mỹ toàn vẹn từ đầu đến đuôi, có nghĩa rằng người này có phúc tướng, có giọng nói rất là hoàn mỹ, hát hay, hát rất là tự tin. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Đằng nào cũng coi bói thì nhìn mặt bắt hình dong đi anh. Ngũ quan nảy nở tương đối, đôi mày rậm là rất là tốt rồi. Nhưng mà thôi bỏ qua cái đó đi anh. Nói tốt cho bỏ qua. Đúng rồi. Thầy nhìn cái clip anh, anh thấy không? Cái bạn đó được một anh đưa vô mà em thấy anh đó hơi giống anh Quang Cường. À. Mà mặt anh này cũng lông mày rậm giống anh Quang Hà. Thấy không nè? Mà anh Quang Cường đi với anh Quang Hà có hai anh rồi. Mà cũng bán đất luôn. Mà cũng bán đất luôn. Chết. Cho nên em nghĩ là hay. Con gái này có vòng 1 cũng ok, chắc hát được. Vòng 1 cũng ok, chắc hát được. Ủa em, tức là bây giờ vòng 1 ok là hát được hả em? Hèn gì chị Lê Giang chị hát tốt ghê. Tự nhiên Nguyên Linh nói cái tôi ngồi tôi suy nghĩ lại. Hình như đa số diva. Em tính áp dụng cái định lực Uyên Linh cho con bé này mà em sợ khán giả coi nó là cha nhạc sĩ tài để ý chỗ đó không. Đâu dám nói gì? Dạ định lực nãy Uyên Linh nói đó. Định lực Uyên Linh đó mà em không dám nói thì em nói cái khác. Cái cặp mắt của cái chị này nó hơi nhỏ chút xíu. Người ta gọi là cái cặp mắt là nó sẽ liên quan đến tính toán. Chân mày sao? Chân mày hơi mỏng. Hơi mỏng, mỏng nhẹ luôn. Cần phun lại đúng không? Để cần phun lại, cần xăm lại hoặc là cần vẽ thêm. Với lại là em thấy rằng là cái nồi đó đó, mà cái nồi đó mới vừa mua về nấu ăn không có ngon đâu. Đúng mình rồi. Để mình nung cho nó thành màu đen luôn á, nấu nó mới ngon. Thường đúng ở dưới rồi. Quê mình làm mấy cái ơ cá kho đó là dành riêng cho mấy cái nồi mà nó bóng đen luôn. Qua bên Thiên đường ẩm thực chơi. Đúng rồi. Giọng ai giọng ai chứ phải là nồi não nồi nao thì đó. Nhưng mà ý những cái gì mà em đang nói về cái sự liên kết, hiểu không? Có nghĩa rằng là cái gì nó muốn ngon ấy cần phải có cái thời gian nó mài dũa. Còn cái này mới vừa xuất hiện lại một cái nồi nó còn mới toanh, có nghĩa rằng là vẫn chưa có hát hay. Liên quan quá vậy em? Em thấy là mông của anh này hả? Mông của anh hả? Mông của anh này rất là cao. Tới mông luôn. Thật sự từ nhưng... nãy giờ bà vô đây để bà kiếm về. Bà kiếm trai về phải không? Không. À, bà hết bắp dế tới bắp đùi, bây giờ bà đẩy lên bắp mông. Bây giờ là mình không có nghe được giọng hát thì mình phải nhìn ngoại hình để mình đoán chứ sao giờ. Mà tại sao bao nhiêu chỗ không dòm với giọng ba của người ta? Tại vì giọng ba của anh rất là nổi bật. Bây giờ anh nhìn được cái anh đứng theo cái góc độ của em anh nhìn nè. Đúng rồi, thực sự là công, cực kỳ công luôn. Mà những người đàn ông mà mông công á là hát sẽ rất là ok. Trời đất. Carrick, Carrick. Khoa học nào chứng minh? Carrick vậy là mông công lắm hả? Đứng ngay đứng thử với Carrick. Quay. Cái định nghĩa này nó hơi lạ. Này lép mày ơi. Chúng ta xin mài nó hơi lợt đó, chân mày không có được liền mạch này nọ. Và con mắt nó hơi nhỏ. Coi cái tướng này hả? Gọi là cái tướng mạo là người có cái cõi lòng. Nãy giờ Quỳnh Lập để ý tới trên con mắt người ta không nha? Không phải. Sắp mở tiệm xăm phun quá. Sắp mở tiệm xăm phun. Em đang xem coi là cái người đó cuộc đời họ như thế nào qua cái tướng mạo của họ. Rồi sao liên quan tới giọng hát em? Hơi bị tuột nhẹ ở phía sau đuôi. Là nói là cái người này có một cái sự u uất ở trong lòng. Mà những ai mà u uất trong lòng là họ hát hay nha. Này qua tới coi bói luôn rồi. Họ hát hay đó. Phải Lập làm phim xong đó liên quan tới bói toán rồi phù phép kia giờ đã bị ảnh hưởng luôn á. Trời ơi, mắt cái chân mày là chân mày của chị là chân mày dấu ớ dành cho người tài hoa đó. Người có tài, người có năng lực đó, người là muốn được thể hiện bản thân mình là người có chân mày dấu ớ. Chị để em coi luôn cho chị, số chị là không có số chơi bạn. Ê, hiểu không? Đúng, đúng chứ gì? Trời hợp lý quá. Không bao giờ có số chơi bạn được, hiểu không? Bạn mà bạn chơi thì hay quên tên. Đúng đấy, chị cẩn thận.
Hình như là em thấy nãy giờ em để ý nha, ba cái video vừa rồi hình như nó cũng có màu đỏ trong đó. Cái anh đầu tiên có một cái chậu màu đỏ phía sau, cái anh thứ hai có một con mực màu đỏ phía sau. Nó nghe nè, là dạo này hết đi diễn viên rồi đi làm thầy phong thủy rồi hả? Thì đó, cho nên là em đang hoang mang liệu cái màu đỏ này có hợp với mình hay không. Trời đất ơi, cái gì vậy? Em mặn kim á, tại vì mặn kim này màu vàng. Trời đất, đi sâu luôn. Nó biết khắc cái mặn quả. Hay vậy cưng, hay vậy? Không biết nữa. Sao mà hồi coi tướng coi phong thủy xong kết luận là không biết. Chương trình nên bớt mời những thầy phong thủy gì vậy nghe. Không, em để ý cái môi á, vành môi á. Trời, em soi tới cái vành của người ta luôn rồi đó. Phong thủy sao, phong thủy cái vành sao? Cái phong thủy là cái vành môi là nó chuyển động không có được chuyên nghiệp lắm. Trời, nó hơi bị sượng sượng á. Môi phải chuyển động chuyên nghiệp. Giả bộ đó. Mà ví dụ hát ca sĩ mà khẩu hình không rõ thì làm sao nó ra chữ rõ ràng được. Thôi bây giờ em cứ giữ ý kiến đó của mình đi, mình còn vòng 2 để mình tiếp tục mình soi nữa mà, đúng không? Dạ, cái quần đó đi. Cái quần sao? Nó bó lắm. Chính xác. Khúc này bó. Cái quần như vậy á là những người mà mắt sẽ không dám mặc. Nước. Do cái anh này tăng cân thôi, nhưng mà lướt. Trước đây đó là cái quần của anh này. Lướt. Gu thời đoàn trang khác, rất là nhiều. Khác. Lướt đó. Thời trang lắm, mà những người á hả yêu thích thời trang là những cũng có liên quan đến nghệ thuật. Anh Nghĩa có thấy là cái khúc này không? Thói quen bóp bụng, văng bụng, đẩy hơi lên đó, là đẩy vô. Đó, hơi lên ha. Không có, sao Quân để cái tay đó được Quân che bụng. Tại bụng Quân bự, chú Quân có lấy hơi gì trơn á. Lấy hơi ta tự lấy từ bên trong chị bảy. Em tưởng là kiểu đôi khi mình cũng cần hỗ trợ bên ngoài á. Tại vì do cái cách em hát á. Em ơi, em nghĩ sao bây giờ ca sĩ mà hát mà cái tay này phải đánh như vậy cho cái hơi nó bật ra được. Chứ chẳng lẽ hai đi bộ nữa hát. Thì anh cười đừng ngâm nghi. Em nghĩ á, bạn này á là cầu thủ đá banh. Cái gì vậy? Là sao? Trời đất ơi, bà. Hả? Thấy cái giò bự quá hả? Đúng rồi, nhìn cái bắp chân nè. Không, nếu như bà là chân chơi bóng bàn thì cái chân cũng to vậy, bởi vì phải di chuyển liên tục vậy nè. Bóng bàn đâu có chạy nhiều đâu, anh chỉ đứng qua đứng lại thôi à. Em nghĩ là hát không, với lại cái miệng của bạn đó có thể đưa cái micro xuống xíu cho em nhìn được không? Không. Đưa nè. Trời, dễ tính ra luôn rồi đó. Mê con Sam. Mê Sam. Mê. Rồi sao Sam, sau khi nhìn thấy cái miệng của bạn đó rồi làm sao? Thì em không có phát biểu gì hết. Tại vì nãy cái gì vậy? Chị trời bà. Em biểu người ta hạ cái micro xuống cho em dòm cho đã rồi em kêu em không có phát biểu gì hết. Tại nãy che em nhìn em tưởng là bị mớm mà để xuống em thấy là không đẹp trai. Ủa, không... em nghĩ là mớm là hát không hay ha em. Ê đó. Anh ơi, từ nãy giờ là bà Sam bán lo đĩa body bắp đùi rồi cái miệng mớm hay không? Cá hay không bà ơi? Em nghĩ là không hay đâu. Nè. Thì em cũng có cái nhìn giống với lại Caris với anh Thành, là em cảm thấy là bạn này phải là có một cái làm cái công việc gì đó liên quan đến nghệ thuật. Và nhất là cái tạng chân của ảnh cũng hơi ú kiểu. Thì giống như là kiểu cái gì? Anh... Em dùng cái từ chân mà ú lên sao Sam? Sam nãy giờ anh thấy em để ý đùi đàn ông dữ lắm mà nghe. Không, em thì toàn diện. Em hết nói cái bắp dế của người số 1. Bây giờ em đẩy qua cái bắp đùi người số 2. You